Đó, đã chưa? Sướng chưa mọi người? Có vô trong được nữa không hay ở đây vô trong đâu nữa anh? Thôi. Đúng rồi, nhúng vô đây. Nhúng vô đây. Ok, bây giờ là vũ điệu lăng lá nha. Ok. Thì mình đã tới tầng 6 hồ bơi rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ quay một vòng hồ bơi trước cho mọi người xem nha. Mình mới vừa gọi cho anh Chay xong thì anh Chay sẽ đi xuống sau nha mọi người. Ok. Wow. Đây, đổi cam lại cho mọi người xem hồ bơi nha. Wow. Đã luôn, không có ai luôn mọi người ơi. Bây giờ trong thời gian chờ đợi ổng thì mình sẽ ngồi dặm lại cái mặt mọi người ơi. Tại vì là đi nãy giờ là nó đổ dầu hơi nhiều quá nha. Nên là mình hả lúc nào trong người mình cũng đem theo cái giấy thấm dầu này hết. Để tại vì mặt của Lucy là da dầu, nếu mà bạn nào da dầu giống như Lucy thì nên sử dụng cái giấy thấm dầu như thế này nha. Rất là tiện luôn, nó nhỏ gọn, bỏ trong túi nha mọi người. Khi mà mặt đổ dầu nhiều quá thì mình sẽ thấm dầu để cho nó bớt đi dầu như chiên cá luôn nè. Sau khi mà thấm dầu xong rồi mình sẽ dặm lại cái môi của mình, nãy giờ nó bị trôi rồi mọi người. Đây và dòng son của Lucy hay đem theo đó, mình đánh lại cái môi cái cho lên hình quay TikTok cho đẹp nha mọi người, chứ không gì hết á. Nói chung là con gái lúc nào phải mang son bên người hết. Thường thì tụi mình sẽ chọn quay vào những buổi sáng hoặc 9-10 giờ hoặc là chiều khoảng tầm 2-3 giờ nha. Tại vì hiện tại thì chắc là khoảng giờ này chắc khoảng 3 giờ, 3 giờ mấy gì đó. Tại vì buổi này thì nắng nó không có chói lắm, với lại clip của mình lên sẽ đẹp hơn mọi người ha. Chứ mình nếu mình quay mà buổi trưa tầm 11, 12 giờ thì mình quay ở trong nhà thì được. Chứ mình còn ra ngoài nắng, nắng nó chói nó làm cho thứ nhất là cái điện thoại mình nó sẽ bị chói, nó bị nóng. Thì nó không có, cái màn hình của nó bị tối lại, mình quay mình nhìn không có rõ. Và thứ hai á, là nó sẽ làm cho mắt mình nó nhăn, nhăn như mình nheo rồi nha. Thì nó sẽ cho mình lên clip không có đẹp. Cho nên là khi mà mấy bạn đi quay, mấy bạn chọn những cái giờ nó phù hợp như buổi chiều hoặc là buổi sáng thì nó cái ánh nắng của nó sẽ dịu, nó làm cho mình clip mình nó đẹp nha. Giờ mình đi tìm ông Chay nha mọi người. Nãy giờ mình đợi tầm khoảng 20 phút mà ông thấy ổng đâu hết trơn á. Anh Chay ơi. Ủa, Lucy hả? Này toilet nam vô được không? Có ai chổng không? Được, được, không ai đâu. Trời đất ơi, em trốn ở trong này vậy? Toilet là private mà. Trời, nãy giờ anh đang hả vuốt cái tóc này nè. Đó, đang vuốt cái tóc mà sử dụng
cái sáp này anh thấy là ok lắm á, nên sử dụng. Cái đó là sáp gì vậy? Sáp gấp ba. Nữ xài được không? Nam nữ đều xài được luôn nha em. Đó. Rồi để anh chút, để anh chích cái dây keo này vô nữa để cho nó hair cứng. Gì vậy ta? Đúng rồi, hair spray, hair spray á em. Thì của là... Chuck Wallin. Đó. Thì ra là ông này ông xài hả cái chai sáp với lại cái xịt keo này nha mọi người. Đó. Hèn chi cái tóc của ổng không bao giờ ra gió mà bay luôn, còn của tôi bay quá trời. Rồi đấy, có gì để em mua hai cái loại này em xài mới được. Đúng rồi. Cái này là mình giữ nếp của nó rất là cứng nha. Xịt keo hay xịt dầu thơm, mình xịt dữ. Đó, mình xài lâu lắm. Ok. Quá trời luôn. Rồi, thôi bây giờ mình let's go ra ngoài đi. Rồi để chuẩn bị quay những clip cho mọi người xem nè. Xin chào mọi người nha. Nãy giờ em đi tìm anh quá trời luôn. Tìm anh chi, anh kêu em đợi anh chút mà. Đợi anh biết ở đâu mà đợi, em ngồi đó bơ bơ 20 phút rồi. Trời ơi, có 20 phút rồi mọi người ơi. Bình thường á chi đợi Lucy đến hả hơn 30 phút lần á. Trời, em đợi anh cả đời em được không? Ê, ở đây có người ở đây nè, mình quay được không? Có bị hả lao? Anh nghĩ là không sao đâu. Nhưng mà thôi để cố gắng quay clip cho mọi người xem đi. Chứ giờ mà... Giờ em mới qua đây đầu tiên có người bơi. Chắc không sao đâu mọi người ha. Để chạy với Lucy cố gắng nha. Cả nhà... Hy vọng là không có bị đuổi. Ừ, cả nhà nên ủng hộ chạy với Lucy nha. Cố gắng lắm. Để quay cho cả nhà biết là một buổi đi ghi hình quay clip của TikToker như thế nào nha. Thì ra bây giờ là mình đang chuẩn bị quần áo để mình quay những cái clip ở hồ bơi này. Hồ bơi này cũng khá rộng. Đó có một cái view lên mắt tâm mốt. Đó. Thì hôm nay á thì Chay đã book riêng một cái hồ bơi này để cho Chay và Lucy quay những cái clip TikTok ở đây nè. Đó. Nên bây giờ sẽ bắt đầu chuyến thôi. Để okay. Khỏi mất thời gian nha. Rồi. Để bây giờ là Chay sẽ với Lucy sẽ đi thay những cái bộ đồ bơi để cho hợp với lại cái concept ở hồ bơi nha mọi người. Xong rồi cả nhà ơi, đây. Là Chay đã thay xong bộ đồ bơi, cái quần bơi ngày hôm nay nha. Đó, giờ ra coi bà Lucy đã thay cái đồ bơi chưa nha cả nhà. Ồ. Ồ, đây bả đây nè cả nhà ơi. Ồ, nãy giờ bả đang làm gì vậy? Em đang bôi kem chống nắng nè. Của hả Vaseline nè, em xài cái này. Trời đất ơi đây. Nè mọi người, cái này con này siêu lắm nha mọi người. Cái này là hả nó chống nắng gấp 50 lần luôn á nè, chứ sáng này mới ra của Vaseline nè nha mọi người. Wow. Mọi tay rồi hả bôi lên thôi, bôi dày dày lên cho nó hả không có bị nắng nha, đen da hết. Bữa mình đi biển mà không có kem chống nắng mọi người, trời ơi, về hả nguyên cái lằn bikini nó đen hết trơn luôn, còn gì là da tôi nữa, trời đất ơi, bôi hết luôn nha. Dạ, thì ra là cái bí quyết mà bữa giờ đi biển mà không bị đen với là đi quay ngoài nắng không bị đen là cái Vaseline này. Đúng rồi, anh bôi không? Cái này là nam nữ. Có, vậy cho anh bôi với nha. Đó. Rồi. Em bôi xong đi rồi em bôi cho anh. Trời ơi. Bôi hết luôn nha, body luôn nha mọi người. Mình phải trắng hả? Phải trắng là phải giữ nữa, chứ không phải là mình xài kem rồi không giữ là chết. Đó. Có cần anh bôi giùm không? Có, anh bôi giùm cái vai á. Bôi giùm cho em cái vai. Vậy thôi nha, xin phép mọi người để Chay bôi giùm cái vai nha. Có Lucy có ứng tuyển người bôi kem giùm không kìa? Có nha, ai muốn ứng tuyển thì comment hả tiểu sử nha, giống như là comment info của mình vô nha. Nhu cầu của tôi cao lắm đó. Cái vai cho em. Trời ơi, cái tay của mình không có bôi được cái vai mọi người ơi. Bởi vậy phải có nhờ người. Bởi vậy hả, phải tuyển anh người yêu nào mà biết bôi kem chống nắng nha. Đây, cái này mấy việc gì khó, có Chay lo. Vậy hả? Ủa vậy khỏi cần người yêu quá mọi người. À, đã chưa? Sướng chưa mọi người? Sướng chưa? Mọi người lại nói ai sướng? Chung là mình phải dưỡng da, rồi mình phải giữ cho da mình nữa. Chứ không là mà da tôi là da, của da cũng không phải là da trắng lắm á, nhưng mà hả mình cũng phải giữ nha mọi người, nó không nó bị hâm đen đó. Ồ dạ, có vô trong được nữa không hay ở đây thôi? Vô trong đâu nữa anh? được rồi ok rồi, bây giờ là mình ra
quay thôi. Ok, quay. Hôm nay tôi review hả nguyên cái chặng đường mà đi quay cho mọi người xem, đó là bao gồm cái loa là... để làm gì đó mọi người. Đó là để làm mà gì nè, Lucy là để mình nghe nhạc cho vui rồi. Nói chứ giỡn á, tức là để Lucy với anh trai nghe nhạc để quay nhảy TikTok, cũng như là nói chung là quay nhảy tất cả mọi thứ luôn nha. Đó. Cho nó nghe cho nó rõ, nó to, nó bự. Rồi một cái mic rót để quay để mình quay vlog hai, nha. Hai cái mic luôn. Hai cái mic rót rồi một cái cây tripod là cái chân đế để cắm cái điện thoại nha. Đúng rồi. Rồi một cái bình nước để mình uống khi khát nước rồi đó. Đó. Những cái này thiếu. Là không thể thiếu. Dạ. Đây. Thì cái này là cái gì đây? Anh đem cái gì theo vậy anh? Cái này là cái bình quay của anh, là sau khi quay là cái gì? Quay là anh đi tập gym á, là khi mà các bạn muốn đi tập gym á, giống như chay á, mà muốn có cái thể hình nào mà nó lên cơ bắp, lên cái phần mà cơ đó nhiều á thì mình phải dùng nha, quay nha. Đó thì cái quay chơi hay dùng là quay này đây là... bí quyết để cho các tín đồ sim sử dụng là cái này đây. Wow. Đó. Ta-da. Đây mọi người ơi, mình đã thay đồ bơi xong rồi. Wow, anh Chay hả mặc cái quần này hợp với ta. Yeah. Trời ơi vàng tươi luôn đó. Yeah. Trời ơi body săn chắc quá nha. Rồi anh thấy em sao? Wow, không bộ đồ bơi đẹp nha. Tại vì bây giờ mình mới mặc quần đùi, chút xíu mình xuống bơi thì mình sẽ cởi quần đùi ra nha mọi người. Dạ, yeah. Hãy comment bình luận ở dưới cảm nghĩ của mọi người về video ngày hôm nay và cũng như concept của hai đứa ngày hôm nay nha. Ok, rất là vui khi được thấy bình luận của cả nhà ở bên dưới đó. Dạ, yeah. Yes, thì clip nhảy thì mọi người hãy lên kênh TikTok của hai đứa để xem clip nhảy như thế nào nha. Dạ, yeah, dạ. Và đó. Đây là cái... ID TikTok của mình và anh Chay thì mọi người nhớ là search cái này là ra liền nha. Đó, đó. Hai bên. Đó, quá trời đẹp luôn. Coi như là cái view này nó là bao quát hết khu Bình Thạnh luôn đó cả nhà. Đó, ngó xuống là đường phố nè. Đó, đẹp ơi đẹp. Đấy. Chúc mình có đi ăn gì không anh? Có chứ. Chút hồi là mình sẽ chia sẻ cho cả nhà thêm một cái quán đồ ăn mà mình ăn hay ăn của món lẩu rất là ngon. Đó, khi mà mọi người xem cái vlog của hai đứa mình thì ngoài chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp cũng như là kinh nghiệm làm những cái trang mạng xã hội thì mọi người sẽ biết thêm được những địa điểm mới cũng như là những địa điểm mà có đồ ăn ngon mới luôn nha. Nên là mọi người hãy đăng ký kênh nha. Yeah, ok. Đăng ký kênh nha mọi người. Năn nỉ luôn á. À. Ngay bây giờ là Chay đang có mặt tại Landmark 81 rồi mọi người ơi. Bây giờ là mình đang đứng ở Landmark 6 nha. Ủa? Ê, đằng kia có cô gái nào đang đứng kìa mọi người. Cô gái nào quen ta? Ôi, hello, ai vậy? Hello anh. Ủa, trời anh làm vlog hả? Trời đất ơi, anh đang làm hả vlog một ngày đi quay của TikToker nè. Ủa vậy hả? Trời em cũng là TikToker nè. Ủa dạ. Anh, kênh anh là tên kênh gì? Tên Chay Official nha em. Ủa vậy dạ, của em là hả Thảo Lucy 99 nha. Hello mọi người. Yeah. Rồi. Ủa tình cờ hai đứa mình gặp nhau vậy thôi, mình đi ăn gì đi anh. Làm quen dễ quá. Yeah, sơ hở cái tiểu phẩm à. Rồi. Rồi đó mọi người. Mọi người ơi, mình mới vừa hả đi quay TikTok xong thì bây giờ hai đứa mình sẽ đi ăn Haji Lao. Đi thôi. Rồi. Đó, Haji Lao thì đang ở Landmark nha mọi người. Đây, ăn ở Landmark. Đây cả nhà nhìn thấy Landmark 81 không? Đó, cái buổi tối đẹp ghê ha. Tokyo đó. Đó, quá buổi tối quá đẹp luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô bên trong Landmark rồi mình xuống Haji Lao nha. Haji Lao thì có nhiều người biết rồi nhưng mà cũng có nhiều người chưa biết. Thì ngày hôm nay mọi người xem cái clip của hai đứa mình là sẽ biết luôn nha. Đi ăn thử nha mọi người. Ở chỗ Landmark này cũng có chỗ chơi trẻ em cũng dễ thương đẹp á ha. Em vô chơi được không? Được. Em còn thiếu nhi đó. Em vô cho tao đuổi đi. Em còn thiếu nhi đó, vô chơi được ok đó. Thiếu em không có thiếu nhi mà em thiếu anh. Đó cả nhà, Chay mới đi quay clip xong rồi đi cắt tóc nè. Cả nhà thấy có đẹp không? Đó, nhìn quá đẹp, luôn. Nhìn kiểu mới đó anh. Đúng rồi, kiểu Hàn Quốc đó. Hôm nay Lucy bận bộ đồ đi ăn buổi tối rồi nè. Cả nhà thấy sao? Đẹp không? Đó. Mình quá là đẹp. Những cái đứa mê những cái bộ đầm dáng ôm nha. Yeah. Rất là thích luôn. Yeah.
Ồ, ở đây có bún bò Huế An Hòa luôn nè. Ồ, ngon ha. Landmark này đa dạng. Đúng nhiều rồi, lắm. Quá trời nhiều luôn món. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên bên đường đi băng bao bộ đó. Wow, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đó. Đó, hình như tới đây là, Vincom đây là cổng sâu. Cổng sâu đúng không anh? Đúng rồi, cái cổng sâu đó. Ở đây có xe VinFast quá trời luôn cả nhà. Wow. Ha Di Lao Hotbot. Ừ. Ha Di Lao Hotbot tới rồi. Ở đây có cà phê Ru Nam nữa nè. Đó, mình tới rồi. Tới rồi nha mọi người ơi. À, mình đi hai khách, mình có đặt bàn rồi á. Dạ, mình đặt bàn tên gì? Tên Thảo. Dạ rồi, chị Thảo. Cho số 2 luôn bác. Số 2. Số 2, khách số 2 nha bạn. Rồi, ok, cảm ơn. Dạ. À không, mình dùng tiếng Việt Nam thôi. Trời mày đông quá trời luôn cả nhà ơi. Quá trời đông luôn. Quá. Ồ. Đây, bàn dành cho hai người. Tới rồi. Đó. Đó, hai dì Lao nằm ở tầng B1 của tòa nhà Landmark nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ đã dọn món xong ra rồi thì bây giờ mình sẽ ăn nha. Đây là chén nước chấm nè. Hấp dẫn chưa? Bây giờ sẽ ăn cái bò nè. Bình thường hai Di Lao ăn gì nè mọi người? Đâu rồi ta? Sẽ quấn theo mấy người ở trên mạng nha. Yeah. Nhìn nè. Dũng vô. Quá đã luôn. Ok. Thêm tí nữa. Đó, đây có trái cây nữa nè. Đã chưa? Đầy đủ đồ chơi luôn. Hình như bò gì đó chính rồi đó. Đây là cái nước gì Lucy? Đây là nước lẩu dầu cây nha, cay lắm nha mọi người. Cay lắm đó. Mà mọi người nha, bây giờ mình sẽ mở bát cái món đầu tiên. Đó là thịt bò nha mọi người, đây là bò. Mời mọi người ăn chung nha. Nóng quá. Cay lắm nha. Thịt bò mềm tươi nha, ngon nha. Yeah. Hay lao khỏi chê rồi. Đúng rồi. Ngon. Bò tươi nha mọi người, bò lát mỏng á. Bò ba chỉ. Đúng rồi, bò ba chỉ. Ở đây là chân gà rút xương nha. Rồi đây là cá phi lê, cá ba sa phi lê. Rồi bên kia là thịt dê, thịt cừu gì đúng không anh? Đúng rồi. Rồi rong biển, rồi nấm, đó các loại rau ăn kèm. Rau tầng ô, mồng tơi, và cải ngọt nha. Cải tìa. Bên kia có trái cây nữa kìa. Đó. Đó, đầy đủ luôn. Đây là nước lẩu Thái nha cả nhà. Đây lẩu Thái, đây là lẩu dầu cây. Bây giờ Lucy sẽ bỏ cái này vô để ngồi ăn nha mọi người. Cái này nó lâu chín lắm. Bỏ qua bên tí. Đây là chân gà nè. Ai là fan của chân gà đâu, giơ tay. Bên kia có mú mì nữa rồi nha. Ủa không biết có nhảy làng lá không ta? Không biết nữa, như là cái đó thì khi nào mà mình order yêu cầu thì mới có nhảy làng lá. Yêu cầu mới nhảy đúng không? Đúng rồi. Rồi. Bỏ rau vô luôn. Trong biển nè mọi người. Wow, nhìn Lucy ăn đã quá. Dạ. Trời, cái lông bị nó tươi rồi trời ơi. Ừ. Bỏ vô đây. Chị nước miếng luôn. Để chân tí nữa nó chín. Yeah. Đó, bỏ rau rồi vô nè. Đúng rồi, bỏ rau vô đi. À. Cắt nhỏ rau cho mình. À, cắt nhỏ rau. Ở đây nhân viên ra bỏ rau vô nữa, nhìn cho nó dễ ăn. Rau này chắc không cần đâu bạn. Rau này không cần. Rồi được rồi bạn. Cảm ơn nha. Bỏ thịt cừu vô nè. Cái thịt này là 5 phút chúng em nha. 5 phút đúng không? Cái thịt này là 3 phút rồi.
Ok. Bây giờ ăn thôi, trời đói bụng quá rồi. Nãy giờ cho Lucy ăn, bây giờ mình mới trải nghiệm ăn được. Đây là thịt cù nha cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ nhúng vô. Nãy em có nhúng vô cho anh rồi nè. Nhưng mà người ta kêu để 5 phút mọi người. Thịt cù phải 5 phút. 5 phút hả? À, 5 phút. Nhúng bò đi. Ăn bò đi. Nhúng vô, nhúng vô. Nhúng ha. Dầu cây nha cả nhà. Ôi. Ăn thử miếng chân gà này được coi. Ăn rồi. Ăn đi, ăn đói rồi phải không? Ok. Chay mời cả nhà dùng bữa chung với Chay và Lucy nhé. Nóng quá, nóng quá. Chén nước chấm ngày hôm nay coi là tôi phải trộn lên à. Trộn lên nó mới Hai Di Lao là cái quán mà gọi là phổ biến ở Sài Gòn luôn nha cả nhà. Đây, nếu cho mà... anh miếng thịt cù chứ có nè. Ok, cho anh miếng thịt cù đi. Nếu mà cả nhà chưa có tới trải nghiệm ăn thử một lần thì tới ăn thử đi nha. Siêu Chay, ngon. Chay recommend cho cả nhà luôn đó. Cái lẩu dầu cay nó cay kinh khủng luôn á. Cay lắm. Cay dữ luôn á nha. Trời ơi. Nó miếng thịt cù quá. Nó mềm. Nó tan hết trong miệng. Nó bén. Mà nó vậy còn thêm cái nước chấm nữa. Trời ơi. Ngon quá cả nhà. Ngon phải từng nổi. Tuyệt vời. Tụi mình lâu lâu á là gọi là một tháng ăn 2-3 lần thôi chứ cũng nhiều người ta ăn nhiều lắm anh. Đúng rồi. Người ta ngon bị mê cái món này á. Đúng rồi. Ngon nó có nước chấm độc quyền luôn. Đó. Ngon quá. Mọi người thấy đông quá trời nãy vô đông quá trời. Là biết cái độ ngon nó chỗ nào. Nếu mà người có thắc mắc về cái đi quay TikTok nó cần gì hoặc là đi ăn địa chỉ ở đâu thì cứ comment bên dưới để Chay và Lucy hỗ trợ mọi người sớm nhất nha. Hoặc là mọi người muốn review một cái món nào hoặc là cái quán nào mới á, mọi người cứ comment cho Lucy đi thử trước cho hai đứa tiên phong thử giùm cho. Giờ là tiết mục búa mì vui vui đây à. Ủa sao đặt bà Lucy mới đang hào hứng coi búa mì à. Ủa đó lại chưa ăn mì là còn phải coi búa nữa chứ. Trời ơi bây giờ có chúng tôi không trời. Mọi người có thấy ai quay chúng tôi vậy. Vui nha, vui nha. Ủa lát coi hỏi có làng lá không? Ở đây có búa mì xong rồi quay nhảy vũ điệu làng lá không nấy? Có luôn ha, có luôn thì mình order nhảy luôn cái cho vui. Em ra nhảy luôn cũng được. Nhảy chung á? Ừ. Nhưng mặc váy hơi khó nhảy. Ừ. Hay quá. Hay quá nha. Đó. Đó. À. Sau khi búa xong là người ta sẽ làm cho mình thành cái những cái mì sẽ lớn hoặc sẽ nhỏ nếu mình thích. Đó, theo yêu cầu luôn. Dịch vụ này order chỉ có 20.000 thôi nha cả nhà. Very cheap luôn. Đó. Đây chia đều 2 bên luôn đó. Yeah, rồi cảm ơn CC à. Đó, thấy chưa cả nhà. Bởi vì hỏi sao nó đông. Sốc từ A đến Z luôn. Dạ. Yeah. Tôi ăn đấy đâu nè cả nhà. Đó, đã chưa? Muốn đâu gì cũng có hết. Ồ. Người hỏi em với anh ăn đi ăn nhiều vậy sao không mập? Trời ơi. Có bí quyết hết vậy cả nhà. Có bí quyết nha. Nói chung Hai Di Lao nó cũng rẻ cả nhà. Tăng 2 người á thì tầm 1 triệu đổ lại à, người có 500 ngàn à. Đúng rồi. Có
nhiều người người ta còn có bí quyết để ăn rẻ hơn nữa. Đó, đông lắm mà nhân viên ở đây nó cũng nhiệt tình nên đôi khi mình cũng thích đồ ăn thì nó cũng tươi mới. Cái này á là Hai Di Lao mà bây giờ là nổi lắm luôn á. Đúng rồi, là chỗ nào cũng có chi nhánh hết trơn à. Thậm chí mình đi về bữa đi về quê em cũng có nữa. Quê em ở Kiên Giang cũng có. Có luôn hả? Có luôn không? Ngay ở đâu chỗ, trong Vincom hay mấy cái chỗ mà siêu thị sẽ có. Đó. Cái này là do là Jay với Lucy thích ăn 2 ngăn thôi nha. Với ông là mình có thể là gọi 4 ngăn. 4 cái nước dùng khác nhau luôn. Đó. Nói chung là Jay ăn hết, thử hết rồi. Bây giờ là lâu lâu mình đổi vị lại thôi. Ăn thử một miếng thịt cừu nha mọi người, nãy giờ mình chưa có ăn thịt cừu nè. Nóng quá. Vô từ quá, em ăn thử không? Để em ăn thử. Mà nóng quá mình phải từ từ ăn, không là phỏng mỏ. Trời ơi nó cay, trời ơi nước. Cái nước dầu cay này, cũng cay cũng tiếp. Mọi người xem, bê luôn. Nhớ đăng ký kênh nha. Mình sắp tới mình còn với anh Jay còn quay nhiều, chia sẻ nhiều cái về bí quyết làm đẹp. Những cái loại mà mỹ phẩm tốt, giá tốt luôn, để cho mọi người sử dụng chung với hai đứa mình đó, để mình đạt hiệu quả cao nha. Bí quyết giữ dáng làm đẹp sẽ như thế nào? Cay quá. Cay quá không? Ôi hôn sắc. Hôm nay có chương trình múa gì lạ rồi hả nhà? Nhìn cái miếng thịt với tô mì của Lucy nhìn hấp dẫn kìa. Ha mọi người ha. Ngon lắm. Wow. Dai dai tròn tròn ngon nha. Nhìn Lucy ăn mà thấy thèm ghê luôn á cả nhà. Cả nhà thấy gì không ạ? Đi ăn thôi. Đó, kìa nó quay tới trước đằng sau em kìa. Có cả nhà xỉu. Happy cá bỏ vô luôn đi. Cá đây, thử miếng phi lê trước à. Bỏ cá vô phi lê vô đây, bỏ vô đây nè, bỏ vô cái gray này nè. Dạ. Để cho nó màu chín, bỏ đây nè. Đây cá phi lê là cả nhà nha. Đó cá chín cá ba sa đúng không? Cá ba sa phi lê là phi lê, có nghĩa là nó làm cho nó không có xương, chỉ có thịt nạc thôi nha cả nhà. Đó, bỏ vô đây, bỏ vô cái ngăn này. Đó. Còn ở đâu này sao? Ở đâu này mình ở luôn ha. Ở luôn.
Đó, nói chung là mọi người thích ăn... Thích ăn gì bỏ vô đó hả? Mình là mọi người có gu đâu thì mình bỏ vô để mình ăn lẩu cho nó sướng. Wow, còn có cây. À, gì lao. Sướng luôn. Rau tươi ha. Rau quá, rau tươi phết luôn á nha. Uống là tí... Nãy giờ quay xong đói quá. Ăn quá trời ăn luôn. Uống tí nước trà đá ra là có vị nó sao nha. Em uống nước xíu muội nè, uống ngon. Ừ. Mùi vị sao? Xí muội mọi người cũng biết nó chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn đó, xí muội á. Dạ. Yeah. Nói chung là cũng đi ăn nhiều lần ở đây rồi ha. Đúng rồi. Nói chung là cũng cũng thích nên muốn chia sẻ với mọi người. Còn nhiều cái địa điểm mà đi ăn rất là ok quốc hơn nữa thì chay sẽ giới thiệu cho cả nhà sau nữa. À. Thèm chưa, thèm chưa. Bây giờ thì rủ hả bạn bè gia đình hay là người yêu dẫn đi ăn Hai Di Lao liền thôi. Ừ. Trời ơi, cay tê quá. Tê đủ luôn. Chấm vô nước này. Cá chín nè anh. Thật ngon luôn. Dạ. Đây, cho anh miếng cá nè. Trời ơi, giờ em tê cái miệng ngay hết trơn. Đúng rồi, ừ, cái dầu này nó cay vậy đó. Không mà cả nhà đến tới thử trải nghiệm cho vui. Nếu mà ăn mà hoài mà không có cây đầu lưỡi về á thì nó quá bình thường. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Ủa. Đó, ngon. Cá ba sa phi lên nha cả nhà. Ngon nha cả nhà. Tươi đó. Nếu còn mê ở nhà tươi. Ngon thiệt. Ăn miếng bò coi. Cái này ngon thiệt luôn ha. Chứ không phải là lời giỡn. Đâu? Ủa? Làm sao đó? Hai đứa làm chung đó rồi. Nè. Một, hai, ba. Đúng rồi, nhúng vô đây. Nhúng vô đây. Nhúng bên nào cũng được chân, thích nhúng bên nào. Nhúng rồi, giờ em nhúng bên đó đi, anh nhúng bên đây. Đó, mình ăn á, làm gì cho vui mọi người. Đúng rồi. Ăn là mình cũng phải enjoy chứ đâu phải là mình ăn chỉ có biết là bỏ vô miệng ăn không đâu, đúng không? Đúng rồi. Ăn cũng phải có kiến thức, trải nghiệm. Xong cái mình nhúng ở đây xong rồi mình thích nhúng ở và đây. Và kinh nghiệm. Tôi sợ cái dây cái ông đó ông quất cái đầu tôi một cái là quấn cái cổ rồi. Quấn cái cổ lại. Mình chết tôi luôn. Ê, ví dụ như ta muối rồi có khi nào nó rớt đất rồi bỏ luôn á. Bỏ luôn. Cái đó là trường hợp xui thôi. Ừ. Chứ sao mà xui dữ vậy được. Có khi xui thiệt. Xui vậy thôi người ta bỏ nghề luôn. Người ta phá sản luôn. Là cá ba sa là nó trắng bóc rồi. Từ rồi đó. Nó trắng hơn em. Trắng Ngọc Trinh luôn nha. Chết rồi, nhắc tới Ngọc Trinh. Tôi nhìn con cá này cái tôi nhớ Ngọc Trinh ghê, tội nghiệp Ngọc Trinh ghê mà ha. Bây giờ là không biết là cổ bây giờ là có được sự khoan hồng của pháp luật hay không. Giờ đi 2 năm 7 năm. Chắc em nghĩ chắc được tại vì cũng hối cải rồi. Ờ. À. Ê, chứ hồi mình có đi qua bên review qua chỗ của tiệm có thấy không không? Thấy không đang bán cái túi vải 99k đó cả nhà. Cả nhà thấy là cái túi vải đó có đáng với giá 99k không? Được thì chay qua đó chị uống trà chiều rồi chay mua luôn cái túi vải luôn. Đúng rồi, em thấy mình xếp hàng dài để mà ký tên mà mua luôn nha mọi đúng người. Rồi. Mình cũng tò mò lắm, nhưng mà không biết có nên hay không, mọi người comment thử coi. Ừ. Nếu mà được là clip sau mình qua nha. Clip sau là let's go qua liền. Let's go liền. Yeah, cảm ơn rất nhiều. Wow, dễ thương quá trời. Nhưng đang đứng lên á, nhảy xuống mọi người quá trời luôn vậy. Không, mọi người thấy sao? Không, anh thấy đẹp. Mọi người thấy sao? Mọi người thấy... Mấy nó không chấp nhảy nhiều. Đúng rồi, mọi người thấy Lucy nhảy cũng ok dễ thương đúng không? Đó, rồi. Nhà Hai Di Lao vui không? Nói ai mà tới ăn uống thì cũng yêu cầu. Yêu cầu cái gì là có cái đó. Đúng rồi, cần cái gì là có cái đó liền. Đó. Nhớ tới nha. Nông thuộc quá là quê. Thành phục đình tự tin luôn ha. Đúng rồi. Không mà đẹp má. Trời ơi. Đẹp đúng không mọi người? Đây là tráng miệng bên của Hai Di Lao đó. Rồi bây giờ là ăn thử đi anh. Ăn thử coi trái cây có tươi không nha. Ở đây là xoài, dưa hấu với lại dưa lưới. Đó.
Rồi. Nhìn có vẻ hấp dẫn nha. Hấp dẫn quá. Rồi cái cây tâm của tôi đâu? Đây. Cây tâm đây. Mình có luôn cho một cây. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Ăn nha. Xoài đi, em ăn thử miếng xoài coi. Ăn xoài. Xoài ngon. Ngọt. Xoài giống như là xoài cát luôn á. Đúng rồi. Xoài tươi. Ngon. Ngay là có gì cũng ngon rồi cả nhà. Nói chung là người ta làm đầu tươi thôi. Ngon mà, ngon hả, nhất cái đất luôn. Cắt cũng đẹp nữa. Nhìn nè. Cắt mà ra cái miếng nhìn nè, trời ơi, nó giữa nó hơn ghê luôn á. Còn mặn luôn. Cái kỳ công lắm không? Đó. Cực kỳ kỳ công luôn. Thì cái video mà ngày hôm nay chia sẻ về trải nghiệm một ngày đi quay cũng như là đi ăn nhà hàng lẩu Hai Di Lao thì đến đây cũng đã coi như là lâu quá rồi, thì nó dài rồi, thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video đến giờ phút này nha. Thì bây giờ là Jay và Lucy xin khép lại cái video tại đây. Cả nhà thấy video hay hấp dẫn thì hãy để lại like, share và subscribe nha bên dưới để cho Jay và Lucy thấy bình luận của mọi người cũng như là thấy được tình cảm của mọi người dành cho hai đứa mình để mình ra được những cái clip sâu hay hơn và hấp dẫn hơn. Ok, và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye bye, love you.